Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trương Muội chơi game với ông Tô, ông Tổng. Hai mảy dâu đang đuối với một bà cứng cựa. Như tờ Thời báo.d đã phân tích, Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm là lỏng lẻo nhất. Rất nhiều người chạy trốn ra nước ngoài và trong đó đa phần là lẩn trốn thành công. Là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày một cháy và những thanh củi ông nhắm tới là những thanh củi gọc. Việc để thông tin lọt ra ngoài và con mồi sổng chuồng là trách nhiệm thuộc về ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải và bà Trương Mỹ Lan. Trước đây, con mồi của ông Trọng phải lo chạy trốn. Tuy nhiên, ở vụ án Vạn Thịnh Phát, con mồi vẫn bị vồ, nhưng điều đặc biệt là chính con mồi lại ở trong tù điều khiển một trận game cân não với ông Tổng và ông Tô. Đó là trường hợp chưa có tiền lệ trong các vụ án kinh tế chính trị lớn trước đây. Hầu hết con mồi rơi vào bóng vuốt của kẻ thù, nó không có quyền dẫn mặt và kẻ săn mồi, nhưng lần này là một ngoại lệ. Trước khi bà Trương Muội, tức là tên thật của bà Trương Mỹ Lan trước đây bị bắt chỉ có 3 giờ, thì ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, đã đột tử. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt thì thêm 2 cái chết và một vụ cháy nữa đã diễn ra. Vậy là bà Trương Mỹ Lan đang chơi game mèo vờn chuột với ông Tổng, ông Tô rất rõ ràng. Thông thường, người ở trong tù mà điều khiển game ngoài nhà tù là những tổ chức rất lớn, rất chặt chẽ và rất trung thành mới có những nước cờ bạo tay như vậy. Hiện nay, Bộ Công an đang là cơ quan tấn công mạnh vào xào huyệt của Vạn Thịnh Phát với lực lượng hùng hậu và nghiệp vụ cao. Tuy nhiên, ông Tô Lâm cần nhớ đến Thượng tướng, Thứ trưởng của Bộ Công an mà còn phải nhắm mắt vì để lộ đường dây tham nhũng thì khó nói trước những quan chức của ngành công an sẽ an toàn. Đây là hình ảnh vào năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho xóa bỏ 6 tổng cục, trong đó có Tổng cục Tình báo của Bộ Công an. Hiện nay, Tổng cục Tình báo của Bộ Công an đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán từ năm 2018 vì việc điều tra và bảo mật thông tin trở nên kém hẳn. Ở bản tin trước, chúng tôi đã đề cập đến yếu kém trong ngành bảo mật của Bộ Công an để cho nhiều người đánh hơi, cao chạy xa bay, trong đó có Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Bùi Quang Huy, Hồ Thị Kim Thoa và Nguyễn Thị Thanh Nhàn gần đây. 5 người đánh hơi trốn thoát, nhưng chỉ có một người bị bắt về quy án, bắt cóc ở Đức. Việc để con mồi sổng chuồng rồi bắt lại khó vô cùng. Giống như giữ chim mà để chim bay thì làm sao bắt lại cho được. Lỗi đó là do ông Tô Lâm phải chịu trách nhiệm. Nhưng tại sao ông Tổng không quy trách nhiệm cho ông Tô Lâm? Đây là câu hỏi được đặt ra. Không quy trách nhiệm là bởi nguyên nhân có liên quan đến quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng. Chính ông đã cho giải tán Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, tức Tổng cục 5. Hiện nay, thế lực hỗ trợ bà Trương Mỹ Lan quá mạnh. Những hành động giết người, diệt khẩu và phóng hỏa, đốt nhà cho thấy họ có những bàn tay làm những điều bí mật rất tốt. Trong khi đó, Bộ Công an thông tin không hề bảo mật tốt. Nhìn bên ngoài thì trông có vẻ bà Trương Mỹ Lan là một con mồi của ông Tổng và ông Tô. Nhưng cuộc đấu trí ngầm bên trong cho thấy hai đấng mày râu đang thua cờ người đàn bà cứng cựa này. Đây là hình ảnh ông Tổng và ông Tô đang bí trước bà Trương ở game mèo vườn chuột. Càng ngày người ta càng thấy vụ Trương Mỹ Lan có dính nhiều với chính trị. Và chính thành phần chính trị bên ngoài, nhà giam đã làm những phi vụ bịt đầu mối rất gọn gàng. Sự liên kết giữa bà Trương Mỹ Lan với thành phần bên ngoài nhà giam dường như không hề bị cắt đứt. Không biết ông Tổng với ông Tô làm gì mà bất lực trước bàn tay của người đàn bà khét tiếng này. Khi mới bắt bà Trương Mỹ Lan, nhiều người nghĩ ngay là nhà của ông Lê Thanh Hải sẽ bị chấn động mạnh. Tuy nhiên, với sự cứng cựa của bà trùm này, xem ra ông Tổng, ông Tô quân bà ấy là đuối và rất khó có thể kéo quân tới cửa nhà Lê Thanh Hải cho được. Nhìn ông Tổng vậy nhưng thực lực của ông cũng còn khá hạn chế. Một ý kiến của bạn đọc đã cho Thời báo.d biết như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Tô tung cước, ông Thủ hoảng hốt chống đỡ, kế quá hiểm của liên minh Tổng Tô. Ông Tổng tấn công vào thành trì của Vạn Thịnh Phát và quyết hốt cho bằng được kho tiền của tập đoàn này. Ngân hàng SCB hiện nay đang rơi hoàn toàn vào tay ngân hàng của nhà nước. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan còn rất rộng. Được biết khi người dân rút tiền khỏi SCB thì người dân cũng rút tiền khỏi Sacombank.
các báo chí thì liên tục đính chính rằng ngân hàng Sacombank không phải là ngân hàng SCB, tránh nhầm lẫn. Tuy nhiên thực tế dân không hề nhầm lẫn, là dân đã biết trước rồi Sacombank có liên hệ xa với Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh SCB Bank đã sụp đổ. Được biết rất nhiều dự án mà Vạn Thịnh Phát móc nối với Him Lam của ông Dương Công Minh. Ông Dương Công Minh là chủ tịch ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Vì thế nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà cho moi rộng vụ án Vạn Thịnh Phát thì vụ án này nó không khác gì trận cuồng phong, nó quét qua cả ngân hàng Sacombank và rồi không biết ngân hàng nào tiếp theo nữa. Trước mắt thì SCB đã đổ, Sacombank thì đang đứng trên đường đi của bão. Mà khi Sacombank mà ngã thì hiệu ứng domino ngân hàng sẽ kích hoạt. Lúc đó ngân hàng nhà nước sẽ khó mà cứu mang hết được những ngân hàng thương mại bị sụp đổ hàng loạt. Việc đánh án là việc của ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, nhưng chống đỡ nền kinh tế là trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Như vậy, trong tình huống kẻ đánh người đỡ, nếu đánh án thành công, ông Tổng của Tô Lâm vẻ vang, nhưng nền kinh tế sẽ ngã, ông Thủ tướng sẽ bị quật ngã theo. Kế sách này xem ra quá hiểm của Liên minh Tổng Tô. Hiện nay, phe bí ẩn đang cố tìm mọi cách bịt đầu mối vụ án Vạn Thịnh Phát. Họ dùng hầu hết mọi chiêu trò, kể cả giết người, diệt khẩu, phóng hỏa, đốt nhà, phi tang chứng. Tuy nhiên, người dân vẫn hy vọng đó chưa phải là những đầu mối duy nhất mà ông Tô và ông Tổng có thể khui ra. Đầu mối dây nhợ của Vạn Thịnh Phát. Nếu ông Tô và ông Tổng đánh mạnh hơn nữa, chính trường Việt Nam sẽ có rất nhiều phim hay để cho người dân trong và ngoài nước được xem. Đây là hình ảnh Him Lam đã dính Vạn Thịnh Phát, mà ông chủ Him Lam cũng là chủ Sacombank Dương Công Minh. Vào ngày 16 tháng 10, tại trụ sở chính phủ, ông Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp với ban lãnh đạo các ngân hàng thương mại, cùng dự cuộc mặt có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và gần 70 đại biểu là chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam. Tại đây, ông Phạm Minh Chính đã phát biểu với mong muốn hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay. Với kinh nghiệm chính trường, ắt ông Phạm Minh Chính thấy nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng thương mại bởi cú đánh chí mạng của ông Tổng và ông Tô Lâm nhắm vào Vạn Thịnh Phát. Ông Phạm Minh Chính không có quyền ngăn cản hai người này đánh án bởi những người bị đánh có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, hậu quả về kinh tế thì ông Trọng và ông Tô không hiểu hết vì hai ông này vốn không hiểu biết về kinh tế. Với vai trò là người đứng đầu của chính phủ, ông Phạm Minh Chính phải làm gì đó để hệ thống ngân hàng thương mại không bị ngã nhào hàng loạt theo hiệu ứng domino và thế là người dân cả nước bị mất sạch tiền. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng lo ngại hệ thống ngân hàng thương mại sụp đổ. Ông biết là ông Tổng ông Tô Lâm có ý đánh án lẫn đánh luôn cả ông Thủ tướng hay không. Nhưng rõ ràng việc tấn công vào Vạn Thịnh Phát làm cho nền kinh tế Việt Nam ngày một gặp thêm rủi ro nhiều hơn nữa. Giờ vụ án đã được khởi tố, không thể không đánh. Ông Tổng và ông Tô tiếp tục đánh án và việc của ông Phạm Minh Chính là phải kết nối các ngân hàng để tìm cách đối phó. Ngân hàng nhà nước chỉ có thể cứu mang một vài ngân hàng, chứ không thể nào cứu mang được quá nhiều ngân hàng khi nó lâm vào tình cảnh phá sản hàng loạt. Ông Tổng và ông Tô đánh vào Vạn Thịnh Phát là bắn một mũi tên trúng hai mục đích. Hai tay ấy được tán dương và cũng làm cho ông Thủ tướng chịu không nổi, quy trách nhiệm ở các kỳ hội nghị trung ương sau. Cũng có thể đấy là đòn hiểm mà liên minh ông Tổng và ông Tô đang nhắm vào ông Thủ tướng hiện nay.